Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Tiết lộ thân phận tiểu tam phá hôn nhân con trai chủ sòng bạc Macau, sinh năm 2000, chuyên săn tìm thiếu gia giàu có. Ngày hôm nay showbiz xôn xao với loạt ảnh ngoại tình trơ trẽn của Hà Du Khải, con trai chủ sòng bạc Macau Hà Hồng Sân với một thiếu nữ bí ẩn. Ngày hôm nay showbiz hoa ngữ xôn xao với chụp ảnh bằng chứng Hà Du Khải, con trai chủ sòng bạc Macau Hà Hồng Sân ngoại tình với một mỹ nhân bí ẩn sau lưng vợ. Điều đáng nói, cả hai liên tục hẹn hò với nhau trong khoảng thời gian gia tộc họ Hà chuẩn bị làm tang lễ cho ông Hà. Hà Du Khải ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích là người con bất hiếu. Sau khi nốt ảnh ngoại tình lổ ra, mọi sự chú ý dồn về phía tiểu tam mà Hà Du Khải bị hấp hồn. Truyền thông Hồng Kông đã thu hút được một số thông tin ít ỏi. Cô nàng tiểu tam mới nhà chùm sòng bạc này, theo đó tiểu tam có tên A Lai Trung, sinh năm 2000, năm nay mới chỉ 20 tuổi, nhỏ hơn Hà Du Khải 9 tuổi. Đang du học tại Anh nhưng vì đại dịch Covid-19 phức tạp nên đã trở về Hồng Kông. Hiện tại, A Lai Trung vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Theo nguồn tin, A Lai Trung có mối quan hệ thân thiết với nhóm Phú Nhị Đại, ý chỉ những chàng trai sinh ra trong gia đình giàu có và quyền thế. Mục tiêu của cô là những thiếu gia nhà có tiền. Hà Du Khải đã quen biết A Lai Trung một thời gian. Thời kỳ mới hẹn hò, cả hai tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, khi ông Hà đã qua đời, Hà Du Khải dường như có ý công khai hơn, thậm chí đưa A Lai Trung tới gặp bạn bè mình và đi cùng nhau hát karaoke chung. Trang BH cho biết trước Hà Du Khải, A Lai Trung hẹn hò với rất nhiều người khi yêu nhau. Cặp đôi thậm chí còn từng tới một nhà hàng tư nhân và kín đáo, hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của vợ Hà Du Khải, Tề Kiều. A Lai Trung hiện đang nhận vô số chỉ trích vì chen chân vào cuộc hôn nhân của con trai chùm sòng bạc Macau. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.